Cuối tuần qua, giá một số mặt hàng gạo ở đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng nhẹ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá gạo bán lẻ cũng bắt đầu tăng, trong đó gạo ST25 có mức giá cao vì nguồn cung giới hạn. Tại một đơn vị phân phối gạo ST25 Ông Cua chính hãng ở thành phố Hồ Chí Minh, túi gạo ST25 loại thường 5kg có giá 200.000 đồng, tương đương 40.000 đồng 1kg, và túi gạo ST25 lúa tôm 5kg có giá 215.000 đồng, tương đương 43.000 đồng 1kg. Các đại lý gạo ở chợ truyền thống cũng xác nhận giá gạo ST25 đã tăng từ đầu tháng 9 tới nay. Tuy nhiên, dù giá có tăng, nhưng đại lý không thể nhập nhiều vì không có nguồn cung. Một số loại gạo khác tăng 2.000 đến 3.000 đồng 1kg. Tại hệ thống siêu thị, sản phẩm gạo ST25 của nhiều thương hiệu đang có mức giá dao động từ 42.000 đến 44.000 đồng 1kg.